tình nhân thơ thân khắp thế gian nghe như con sông chơi nghẹn ngào. Và anh buông rơi bao nhiêu lệ trên bước chân để biết em ra đi không khi nào trở lại. Nói đi em bao sương gió trong đời oan trai mà sao em mang thân đi suốt cánh dài. Nói đi em bao nhiêu ân tình chúng ta đã mãi mãi từ. Hey guys, xin chào tất cả anh em và các fan hâm mộ đã quay trở lại với tựa game Dying Light. Thì hôm nay thì mình và Vinh đã quay trở lại cái tựa game này ha. Thì sau bao nhiêu tuần đã không có video cho anh em xem. Và thật sự là cái lần quay trở lại này thì chắc chắn là tụi mình sẽ trở lại từ đầu hết tất cả ha. Để cho những anh em nào mà mới tiếp xúc với channel và mới đăng ký channel có thể theo dõi từ tập 1 cho đến series cuối cùng của Dying Light luôn. Rồi thì bây giờ là cuộc hành trình tụi mình sẽ chính thức bắt đầu ha. Cũng như là cái game Gata 5 ủa thì Far Cry 5 mặc dù là tao quay từ ngày trước tới ngày hôm nay rồi mà render hổm lỗi render 10 tiếng xong nên giờ phải render lại. Chứ lỗi cái khó chịu. Giờ đang render lại mặc dù là Far Cry 5 là render trước và cũng đã khẳng định với anh em là sẽ khi mà quay trở lại là sẽ chơi luôn. Rồi. Rồi ok. Bây giờ tụi quay qua đây tụi mình sẽ đánh nhanh rút gọn cái game này. Làm nhanh đi. Nói thì nói vậy thôi chứ thực tế thì chả biết gì trong đây hết. Thực tế là chả biết cái giống gì trong đây hết luôn á. Chẳng còn mắt gà game này xuyên lục đồ thôi. Nói chung là giờ lục nói chung là sau bao nhiêu lần chơi tụi mình rút kinh nghiệm là hạn chế chiến đấu với tụi zombie khi mà mình chưa có những nhiều kỹ năng. Mình thì bây giờ mình chơi lại từ đầu nên là mình cấp 1 thôi, không có kỹ năng gì hết. Tấn thì nó vẫn nhiều kỹ năng, vẫn giữ đồ nên là mình phải nhờ Tấn bảo kê. Mình giống giữ đồ lắm. Ủa gì mày vô bên lại ta mình học mày không có đồ gì luôn hả? Có mấy rượu với búa nè. Tao biết là kỹ năng tao còn y cũ hay không để tao bật lên, tao chưa bật lên coi chưa. Kỹ năng còn chứ mày bên ta mày qua tao phải đồ phải kỹ năng phải còn chứ. Mày xuống dách phải không? Còn không? Cầm cái búa đó mà chơi. Tao giờ tao cầm ống nước. Cái gì đây? Sao mà mất được? Gì mà quơ rồng, quơ rắn gì ghê vậy? Rồi đi lại chỗ nhiệm vụ đi đây mày hả? Ơi. Nè mấy kỹ năng lướt gió gì nè anh em. Mình cũng biết là nó để làm gì nữa ha. Giờ mình tụi mình tiền. Mình là phải ưu tiên tiền là trên hết. Vừa đi tới chỗ nhiệm vụ vừa lục đồ. Rồi có gặp đồ hư nữa chứ. Rồi đây. Tốc độ đi. Lục đồ là mày phải lên mấy cái đồ để lục chứ. Nhà này không có gì á. Vô cái cửa sổ đó mà lên tới nóc nhà luôn anh em. Kệ nó. Mình cứ đi kinh công ở trên nóc nhà đi. Cho nó đã. Cái này được cái bà khâu phê. Đây là một cái tựa game mà vô cùng chống. Vô cùng chống mặt gì tao thấy bình thường mà. Đối với những thằng cận như tao thì khác, nó chơi tựa game tao không đeo kính nữa. Ba khua, tao cũng cận vậy. Cận thấy ghê ha. Ba khua đã thì chứ. Đó. Thôi giờ đi tới nhiệm vụ làm đi để nó có rồi, cái kỹ năng survival. Rồi. Mày cứ lủi thẳng tới đó là tao tới liền. Tốc độ tôi nhanh lắm, mày yên tâm đi. Còn mày vô trỏng luôn rồi hả? Mày nhanh dữ như vậy luôn á. Thôi đặc ơi. Tao là nó chạy tốc độ. Rồi, đi okay. Được cái tốc độ anh thủ. Vô gặp già linh tinh liên thuyên này, cứ cho qua đi. Ở đâu không qua được à? Không qua được luôn. Rồi được ok. Rồi qua đi già. Ok. Dạ, 3.000 điểm, 3.500 điểm điểm sinh tồn để coi một điểm học thêm cái kỹ năng gì ta, cái túi sách hả? Hay là kỹ năng thuốc? Học kỹ năng gì mày? Học gì mày học đi chứ giờ tao biết sao giờ? Cái kỹ năng này xài sao nhở? Level 9 nè, mấy kỹ năng mà này cái kiếp này cứ học vậy thôi chứ thật ra chả biết gì. Hai cả. Cái này cũng là cái lên gối mà nhưng mà một cái là cùi bắp và một cái là cao cấp để mình trao đổi. Giờ ta có điểm kỹ năng cái bắt đầu ta xạo lời anh em thấy chưa? Zombie chỉ tuổi thôi anh em ơi. Bây giờ ý bỏ đi mệt rồi. Đi lại nhiệm vụ mày. Tiến lên phải không? Chúng ta cùng nhau tiến đánh. Giờ phải ráng, nói chung là ráng mình nhảy nhiều lên để cho có điểm kỹ năng cho nhiều. Đầu game thì phải chịu khó khăn thôi, chơi từ từ thôi, không. Chứ đi nhanh quá. Ủa gì
chiến đấu tụi nó nhiều thì không được gì hết. Bên đây nè, lên đây gỗ điện chứ gì nữa, tao đảm bảo luôn. Phải gì chịu chưa, tao quen lắm đang rồi đồ. Bảo đảm luôn nữa chứ trời ơi, thật ra là biết rồi. Biết rồi cái gì? Cái này là coi như là nó là yếu kém, mình phải gánh tem qua đây dẫn dắt nó đi anh em à. Ô chẳng qua cách lớn nhiều đồ sờ lờ nữa chứ, có cái để anh sờ lờ rồi anh em ơi. Yeah. Ai lục cái này nè, cái rương này á, mày á mà phải mở ra, trong đây mới có đồ, trong đây thấy không nè, lượm đồ đi. Mày biết cái rương này khó mở cỡ nào không? Tao phải sử dụng đến cái chục cái chìa khóa mới mở được. Vậy là mày cùi, tưởng đâu ngon lắm, thì ra nó cùi. Nó nói cho người ta biết cái độ cùi bắp của nó. Cùi gì? Tao là người đi trước nên tao tao cho mày biết những cái cực khổ của tao. Đâu rồi? Bên kia. Qua đi gặp cái lũ kia nè, bây giờ vô cái nhà trong đây nè mày. Sao lâu vậy? Tốc độ cao đi. Tốc độ lên. Ủa mày tới đây hả? Phải vậy? Đù. Tao chờ nãy giờ. Đó, dân cấp độ cao rồi, dân rồ á anh em. Anh không, em thấy chúng ta phải rà soát kỹ cái căn nhà đó coi có đồ hay không. Cấp lớn chứ anh em, mình phải rà soát chứ. Trong nhà mình chứ không phải nhà địch đâu, nhà mình không bao giờ có cái gì để cho mình lụm đâu ha. Không, cái chỗ hồi nãy vô điện thoại đó, tao nhảy trong kia tao rà soát kỹ lại. Thì bán đồ bớt tí coi, quỷ già này bán đầu, bán đồ mắc nhiều quỷ vậy. Đó, mới biết chơi là biết chỗ bán đồ là thấy cũng đỉnh cao rồi đó. Bán bớt ba cái đồ của bắp này mới được. Mấy này em bán dao thái gì đâu không? Con dao này lúc trước thằng kia chặt nè anh em. Dứt sẻn xà beng cắt kiểu gì quá trời ha. Sao mấy con này mua bằng cái gì, phải nạp tiền vô à? Mấy nay nhà không có điều kiện, không có tiền, không có nạp được. Thì chứ bán mấy món này sao mà nó ít dữ vậy trời. Con dao này 7.000, ủa 720 anh em mua. Ủa 1.500 chứ lộn, mình nhìn bên kia, mình nhìn nhầm. Rồi lại đây làm vụ tiếp mày. Nó đang sôi. Rồi qua đi. Con mụ này tuy nó là thâm quần, thâm quần. Thâm quần để đó nó đi, thâm quần mà nó hot á. Con nhỏ này là thấy là nó chuẩn cũng ok trong game rồi anh em. Mà nó cũng có một chút đặc điểm của Miner thâm quần, cũng được. Được phải không? Được không? Đẹp phải không? Đâu có đâu, bình thường mà. Nó không phải là xạ thủ thâm quần. Bởi vậy đôi lúc người ta luôn tự lừa dối bản thân. Cỡ mà nó xạ thủ thâm quần là tao đánh cao cái khả năng trình độ của nó rồi. Nhưng mà không sao. Bình thường là tổng chỉ huy cũng được. Nào mà băng bột rồi. Bởi vậy mình không có coi cái này nhiều, lúc có mấy cái này cũng lạ mình không chịu coi á. Cứ nhẹ nhàng lướt qua không mà. Cứ bỏ qua hoài ra này. Thanh niên nó sao nhìn giống tao mày quá hả? Ở này giờ Big Bom mà kênh của mấy anh em lớn coi, đâu phải còn kênh thiếu nhi nữa đâu. Mấy cái này để cho anh em coi, anh em nào hiểu cốt truyện thì để. Ủa mà nãy giờ tao mới nói vậy, ai hiểu cốt truyện? Hiểu tao mày nói được rồi. Chủ yếu tờ cái này là có Mina thâm quần nên là tính coi thôi. Ê, nó đụng dây thằng kia mày. Kệ nó chứ, giờ biết sao giờ trong game mà. Cỡ mà tao ơi, đôi lúc cơ. Cỡ mà tao cử động vậy không phải là thằng đó quấn cái đầu không ha, mà nó làm như là sắc ướp Ai Cập á. Chứ không phải là sức cái đầu luôn. Bắt tay nè. Thấy là ứa gan ứa phổi rồi á. Tài luôn. Tao làm gì vậy? Mẹ đi, mẹ vừa gặp Dry xong mẹ đi, mẹ lắc nghe kinh vờm ha. Nó ra còn gửi một cái lời nhắn nho nhỏ thân thương cho tao. Anh đi khỏe nha. Trời ơi, trời ơi. Nó bỏ qua. Trời ơi. Cái mặt thì lại chút mò gì. Dẹp qua cái vụ án này đi. Tao thấy mẹ ơi. Này có ăn sao cơm bắn vô vậy? Rồi đi nè. Thiệt chứ tao chưa ăn cơm mà gặp cái kiểu này sao ăn cơm nổi. Ồ trên nhiệm vụ nằm ở trên. Còn tí là chạy đi xuống lõ trét đu à. Có mấy vụ phụ quá trời luôn mày. Nhảy lên. Rồi vào thang máy. Chuẩn bị chúng ta sẽ đi tìm những cái lọ thuốc thần kỳ. With most of the runners out of action, they make ice. The scouts to take their place.
Mấy zombie từ nãy giờ tao chưa chinh chiến với nó bao nhiêu nha. Tao chỉ là thử kỹ năng không nên, mới bởi vì mà tao tao không có vũ chưa khí. ra. Sợ gì, đập luôn đá đít nó. Thôi nè mày coi tao nè, tao có kỹ năng cái đã, tao không có vũ khí kỹ năng nè, què gì hết. Mày coi, mày coi, mày coi tao bay đá được vào mặt nó nè. Bay thôi, đá tao biết chân. Mày có kỹ năng mà. Đâu rồi, zombie thấy tao sợ hết rồi mày không có nào dám ra nè. Thấy chưa, mày đừng lên xe đạp mày chạy hả. Ồ sao tao có cái đây? Kỹ năng đá là sao ta, để tao coi coi tao có học đâu nè. Lấy lúa liền. Là chưa chiến đấu từ nó nên không có kỹ năng đó. Mày hả? Ủa giờ sao tao không có vũ khí, chết bà, để cài vũ khí ra giờ đâm tay không nè. Ô bỏ bà, hình như tao bán hết vũ khí luôn chứ. Mexico, Coco. Ê, thằng điên kia, đừng có vậy chứ. What the fuck, đông thế. Ý, mày hả mày, định ôm hả? Định ôm anh trong tay hả? Ý, ý, con quý. Cái con nhỏ này đập bể đầu liền. Mày đâu rồi? Mày đang chinh chiến đẳng hả? Tao đây là đang có một cái khối lượng lớn nè. Thôi tao chạy ngay đi. Hên quá. Đi lại nhiệm vụ mày ơi. Mà. Cái tốc độ đỉnh cao đó, tao đang tao ngay đây mà. Không nên làm tốn máu nhiều. Dè liền. Dè là phải bổ trong đầu nó được. Nó đi. Trên đây là cái gì đây? Ở cái chỗ này sao giống cái điểm nhảy quá à. Cũng được á nha. Mày vô đây kiếm đồ cái đã. Vô đây phụ tao quánh con trong đây coi. Đâu? Trái rắn, trái bướu nào ra đây. Trái lửa kìa. La liền. À đập đầu nó đi chứ. Chứ sao la liệt liền, chống nè. Mở cái này ra có đồ. Mở cái rương đi. Có cái gì ta đinh đục gì dưới đây nè. Đầu hết rồi á. Gì đây cha? Lết. Lết thì lâm khum bò dậy hả? Lâm khum bò dậy này này này. Bể đầu. Thấy giờ tao quánh chết nó rồi, thấy chưa? Tao xuống cái là chết liền. Mấy cái rương này là phải kiếm kiểm tra kỹ bình xịt mũi côn trùng gì trong đây gom hết. Dạo rồi này lục nhà máy đồ, lục cái đâu. Điện thoại được 98 đô. Còn gì nữa không? Mà cái thời buổi zombie nhìn ta phải con người phải đoàn kết lẫn nhau này vô mấy quỷ già nó bán đồ cho mình thiệt chứ. Lên, thiệt. Lên. Đúng không? Thời buổi zombie ta phải đoàn kết lẫn nhau này, nó bán đồ. Bán còn bán giá cá cổ nữa. Cái này phá không được hả? Không. Vậy lên trên nữa. Nhiệm vụ đâu? Rồi ở lên đây còn bấm điện thoại điện nữa chứ. Ở thời buổi zombie này có điện thoại, có bộ đà điện đàm nè, quý lắm á. Mày thấy rare bot không? Mày thấy reward không? Một cái chữ rất là quen thuộc với anh em YouTuber. Tao không có biết cái gì á. Vấn đề là cái điện thoại hay gì tao không nói. Quý báo vẫn có cái giao bán 600-700 đô. Bà mẹ em thì cứ mình lượm về bán cho nó mấy chục đô được. Còn xong nó bán ngoài, nó bán cho mình cái mấy trăm đô. Mày có phải thợ rèn không? Mày có phải cái người chui dao không? Người ta chui cho bén lên, người ta phải bán ăn lần cắt cổ. Đó cái thời buổi này rồi, dũng khí là coi như là đế vương rồi. Có con dao bán mắc hơn giá một cái smartphone. Một cái smartphone mà thuộc dạng là lắp ship. Đó là điều không chấp nhận mày, được. Mày bố láo, mày định quay rồi quýnh rồi hả? Tao thấy cái bên này có đồ mày. Một đứa bay đầu. Đó, lượm đồ liền, lượm đồ thì nhanh vậy thôi chứ. Cái quỷ này. Ốp hết. Cái gì nữa đây, đông thế. Để chơi hội đồng à, trời ơi, tàn phế võ công mà. Đứng vậy đây lên. Đạp cho tráp coi. Bò vậy gì, cố sống không? Mày đi đâu rồi? Nó đang đạp mấy con này vô tráp nè. Sao mấy nay mình quýnh với bi không bị cắn anh em, cái dạng đỉnh cao đẳng cấp thì sao rồi đó. Thôi mấy này mệt quá, bỏ đi, tốn máu. Thôi đi làm nhiệm vụ mày. Không có kỹ năng không làm được gì hết. Bò vậy hả? Con quỷ này cũng lén. Ê có mấy này cứu người đó, con này là đây. Lại cho tao lẹ lên cứu người nè. Cứu gì đó. Rồi đi.
Yên tâm, tao tốc hành đến liền. Trời ơi, nói gì cái tốc độ đế dương là coi như tao đi nhanh lắm. Cú gì đó, có mày trái rắn trái bứa nào đâu đóng hả? Tao đang đạp đây nè, đạp nó đứng vậy không nổi luôn. Wow wow, tuyệt vời. Đâu người gì đâu, mấy này nào đây? Rồi tao cứu luôn rồi. Nào mà mặc áo gì quần gì kia, nghỉ hè nghỉ mát à? Thì ngon chứ, quá ha. Xong hết lại đây lập công cho 250 điểm cho tiền 95 đô. Trời ơi keo thì chứ. Xong. Còn mày cái là đây cái mày được cũng được điểm điểm sinh tồn. Có thấy đâu có ngàn điểm à? Không tin được. Quỷ này la liệt ở đây hả? Ủa đông thế anh em. Càng ở trong đây có cái chỗ tàn của zombie nè. Đâu zombie đâu? Chỗ nào? Đây à, trong chỗ tao nè. Đây à. Ủa đâu phải đâu. Đường cùng thấy bí rồi mà. Ồ, xuất hiện như một vị cứu tinh. Nè, đá cái dằn. Dính dách. Cái quỷ này còn sống nè. Bò dậy. Bể cái đầu liền. Bây giờ biết cách combo rồi, khỏe hơn không? Quen rồi hả? Quen cách chiến đấu. Đỡ, đỡ bị cắn như cái lúc mà mới biết chơi rồi anh em. Mới biết chơi rồi trường mời cho nó cắn. Đầu ô quýt cái bay liền. Ôi. Đây 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 đây. Đông quá ha. Bum bum bum. Tuyệt vời không trời. Rồi bỏ đi. Quỷ này đi chỗ khác chứ. Không nên ở đó, quỷ già đang tới à. Kệ nó chứ. Làm gì được nhau nào. Ủa không tới à. Đây đây. Qua. Nó có giỡn được. Qua đây thành phố đang hỗn loạn bên đây, nhảy xuống xe buýt lầm đồ. Trời ơi mấy con này. Con rắn rịt màu à, các kiểu ha. Ủa xe buýt không, không có gì à? Có không. Chứ ít ra phải có một cái túi, một hành trang gì trong đây chứ trời không có gì. Ê nghe nói trong xe cảnh sát có súng á, mà sao giờ tao mày không thấy súng này. Ơ tao chết tao. Rồi giải cứu tao, cứu tao. Yên tâm yên tâm. Tôi đó, nghe các bạn nói là trong xe cảnh sát là có súng. Quỷ, súng lén hả mày? Súng lén. Đập gãy xương sống ra. Mày. Quỷ này. Mày hả mày? Cái mã não ra đây. Nó đập vô đầu lên kỹ năng liền. Đâu xe cảnh sát có súng đạn gì đâu. Kìa nằm. Ủa mấy này là mấy cái đầu bên lụm thôi. Mở được không? Ủa bắp quá đưa ta mở chứ. Rồi mày. Có gì đâu, có được cái ví tiền trong đây mở gần trăm chết luôn. Trăm mấy đồ. Tì 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 mày. Đâu cảnh sát súng đạn gì đâu. Đó hở rồi mở không được. Súng đạn qua kỳ gì đâu, có thấy gì đâu trời. Vậy mà nó trong xe cảnh sát có súng mà. Chắc để có đó, xác... chắc thiệt có đó. Nhưng mà tì theo nè. Thôi mày ơi. Tì theo thôi mình không biết. Vậy không phải chiếc nào cũng có đâu. Con quỷ này. Mày đi hiên ngang quá ha. Chuyển qua này. Trời cái này có sơn môi trở luôn ha. Đi đi giết zombie mà có gái hung hung lên cái cây vũ khí là coi như là có tự tin lắm rồi anh em. Trời ơi cái túi sách MT gì luôn chứ. Gấu nhồi bông gì các kiểu nè. Gom hết. Rồi lửa. Lửa cháy sạch nhéo chứ bộ. Đây cũng còn chiếc xe cảnh sát mà như nào mở rồi. À mày mới vừa mở. Thằng đi làm gì vậy? Điên. Điên. Vừa phải thôi. Đi. Đi mà cũng dấp té nữa. Cái dạng mà nó dướng. Nó dướng cái mỏ lết đây nè mày. Cái sau cái dấp té. Tội nghiệp nhỏ. Thôi hết xe. Thôi đi mày. Nghe đi làm vụ. Hết xe vô rồi. Vô trong hầm này coi có gì không mày. Hầm này hả? À nhớ. Tao nhớ cái chỗ này rồi.
Để tao mở xe cảnh xe cấp cứu coi. Cái hầm này có cái hầm này có gì đâu. Đây nữa hả? Ok. Phải cải khóa như như một thằng ăn trộm vậy. Cái này rồi. Khó mở vậy. Gãy rồi. Rồi gãy cái rồi. Biết thế rồi anh em à. Hay gãy hai cái luôn. Gãi rồi, rồi sắp ra rồi. Ôi gãy cái thứ hai. Gãy cái thứ ba nữa. Rồi mở được rồi. Tao mở mày cũng lại mày mở xe cấp cứu luôn hả? Rồi mở được rồi. Ô. Rồi. Mày. Gì đây? Đục cái này tao lần được dao để múa múa men quay cuồng rồi nè. Tao phải cài đặt thiết lập con dao ra mới được. Cái này cái gì đây à? Cái kem que, cái xiên quẻ gì đây? Ủa mày đang mở ở đâu vậy? Cái này dục đi anh em. Nè coi nè, búa đồ ngon không nè. Sẵn luôn nè, còng tay nữa. Phải có còng tay còng zombie nè. Là mày lấy được còng tay không? Không. Không lấy được đâu. Cái quỷ nào mà nó đúng đó là nè. Tao là tao múa nè. Nè co... nè để tao múa nè. Đó. Lội liền. Ủa chết chưa. Ôi sao có cái dao đó đã vậy? Dao chặt thịt nữa chứ. Dao lâu rồi mà. Bởi vậy mấy thằng cấp lớn vô có khác. Đây có chiếc xe này nữa. Mở thêm xe này coi. Xe cảnh sát nè. Tao mở đi mày, đỉnh cao đẳng cấp đây mà. Nè. Chỗ này cái lúc trước á, ở cái cửa này vô được có một cái con zombie hứa dữ ở trong đây nè. Đó, chỉ cần một cái duy nhất là tao mở được hay chưa? Có gì? Lượm được con dao thứ hai. À full lót đồ để tao dục bớt. Dục cái gỗ này đi. Anh em nói không sai mà. Đó, mày mở được gì? Mày lượm được gì bên đó à? Nó có gì đâu. Đồ cùi không à. Coi coi cái này. Tao lại lượm được con dao nữa. Ê đi vòng vòng đây kiếm thêm đồ nữa, chuẩn bị kết thúc video vừa. Mấy cái búa này dục bớt đi. Lụm cái này chơi anh em à. Ở xe cảnh sát nãy giờ có thấy cây súng nào đâu. Cái gì kỳ á. À chuẩn bị tới nè. Lụi nó. Trời ơi cái này. Đó. Cái gì kỳ á. Ồ, xe này quá là đồ luôn. À, đổi đi. Dạng trộm lông trấu phụng anh em à. Ý là mày kêu cái này á hả? Đâu, xe này có đồ đâu. Xe bít này quá là đồ nè. Lên. Chắc lên. Hết rồi. Chắc lên từ trên nóc. Tao nãy giờ 25 máu, tao không xài tới một cái medkit nào luôn thấy không? Tiết kiệm vậy thôi chứ. Đâu zombie đâu, tao test thử đồ con quỷ già đó nãy láng này nè. Chủ vũ nó ra rồi. Tao mất rồi. Sao đây, sao nay không có zombie nào ra, dám khiêu chiến với mình hết anh em. Dám ha. Đây nè, có thằng nè. Lội liền. Sao mày có thằng đó lội. Ngon à, cho test thử đồ ngon coi. Lội ngay đầu liền. Ờ chết liền, mà cái dao tiếc có một cái là dao này chỉ sửa được 3 lần. Nào rắn bứa, nào rống trên đây ạ. À? Thì đó, nó chuẩn bị qua. Qua chấp cái bản mặt của nó luôn. Mày. Đâu có súng luôn hả? Đâu ạ? À? Đồ tốt á. Lượm đâu ạ? À? Đâu xe cảnh sát nãy. Sao tao lượm không được? Mày lượm được mấy mỏ lết thôi chứ. Ê, leo leo kìa, cái thằng cầm mỏ lết qua kìa. Làm gì nè. Khốn nạn. Đẩy. Mày kia ngu, con nhỏ kia đẩy xuống. Là tính được mày... là nó có thể lượm được cây súng còn tao lại không. Đồ ngu. 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 Cổ lết kìa mày. Không xài súng nữa. Ta, quá. Ta dục bớt đồ, ta lượm bớt lết. Phí phạm. Mấy con quỷ này không xuống không? Không xuống anh lên trời ơi có ở đâu. Ê đông quá.
mày lội lên lội tét đất liền, sực liền đâu nữa, xuống đây nữa. Tao cầm dao trong người chi rồi vô nhà, tao nghĩ là đủ rồi á. Rồi còn okay. Con nữa, còn giết luôn con đó thì kết thúc. Con nào? Con trên đó kìa, quỷ già trên gầm gừ, làm sao cho nó nhảy qua đây lụi nó? Đâu nó đâu? Thì bé bên đó đó. Nó thấy trên quá trời nè, cần không có đạp xuống cho mới giết. Phải được cái con quỷ chấm vàng á. Tao qua bển nó tham chiến luôn. Thôi hốt lại trầm ra, mẹ lên không được, mẹ đứng canh trên sầu đến. Làm gì mà có ủ tránh nè. Tao có cách lên được á. Sao, muốn giết rồi nó không? Rồi, quỷ già xuống. Ê, rồi, quỷ già quá xuống rồi. Quá rồi, quỷ già. Ở đâu nó? Ở đó như Chúng đây là bị hấp liền. Chọt đứt, lũng đít liền. Rồi. Thì mày, bầu cơ. Rồi, mày. Hết. Hết cái con quỷ già đó là thấy khỏe rồi đó. Cái bài kia là thấy khỏe rồi. Giết bài đó không? Giết bài đó không? Ta chạy chứ. Rồi. Đâu có chết là rớt nữa đâu. Chán thế. Đi sơ sơ cái lên bị nó hấp à. Ê tao hết máu, tao hết máu. Giết rồi đó cho tao. Cũng đây rồi nè. Rống tao không phụ. Thôi để quấn này kíp là hồi máu cái đã. À cái dao này hư hàng gì. Tao chém không có đam. Đây. Ôi quỷ này. Đó, cầm dao xuống tao lạng vô tới kêu lạng tét đít hết luôn, kêu tụi mình không có vũ khí, không hạ chiến uy, không chiến đấu trực diện. Giờ chém sắc mặt hết. Rồi lục đầu ơi. Rồi vậy chứ tao xuống nãy tao thấy tao bê cao nguyên bầy luôn không, ghê không? Tao xuống nguyên bầy nghe đó, lạng lấy dao tao lạng qua lạng lại nhịn mượt thiệt chứ, mà phải có đó mà có tao có quay màn hình tao là ngon luôn á. Con dao đế vương mà, cái pha đó nãy đẹp thiệt, cái dao này chém nhanh xuống lạng té hết. Gì đấy mẹ. Trời ơi, giỡn cái con dao này ngắn, tuy ngắn hơi khó xài nhưng mà có cái nó nhanh nha. Đó, okay, con dao này rồi mà sửa được 3 lần. BK hết cái bài này rồi. Rồi, xong rồi đó. Ấy còn. Nè, muốn thử dao mới nè. Muốn thử dao của anh nữa, một combo là chết liền. Quánh như sát thủ vậy đó. Dao này cái gì? Dao ngắn nè, cũng lạng nhanh lắm. Ừ. Tao chưa hư rồi, ok. Thì mình nghĩ là cái cuộc hành trình của mình và Vinh sẽ chính thức kết thúc tại đây ha. Anh em cảm thấy sao về video của tụi mình hãy để lại comment bên dưới. Và anh em đừng quên đăng ký để theo dõi những video mới nhất của kênh tụi mình nhé. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong tập tiếp theo của tựa game Dying Light. Cảm ơn anh em đã theo dõi video, xin chào tất cả anh em. Và mình xin chúc tất cả anh em và các fan hâm mộ của mình là luôn luôn có một ngày tốt lành nhé. Ok. Oh, yeah.